Alo, chào buổi sáng nha, chào tất cả anh em luôn. Hôm trước mình có về một em Yamaha 4GH chuyên cao tốc nè, 64 mã lực, 3.500 tua nè, hộp số chuyền 3 tua 1, mới rửa ra mới tinh mà chưa thời gian nổ. Sáng nay mình tranh thủ rồi mình lôi ra nổ nha. Trong kho mình hiện bên kho bên này thì còn rất nhiều máy luôn, mình sẽ giới thiệu sơ qua thôi. GH, GH, CH, Isuzu hoặc là Yamaha đều có rất nhiều, và mình chỉ dành thời gian sáng hôm nay nổ cho em GH này thôi. Rất là mới nha. Cực chất Rinteraget, chất lượng nha, rất là mới nhất đó luôn. Hôm trước giờ dòng này là mình bán rất chạy nha, chỉ trong 10 ngày nay mình bán là con đây con thứ ba rồi, con này nếu con về thứ ba nè, hết hàng. Anh khách anh cũng dàn cọc luôn rồi, anh nhờ mình nổ rồi anh chuyển tiền cọc, chứ anh nhờ mình chỉ nổ chuyển tiền cọc. Anh em nào quan tâm biết thêm thông tin này vui lòng liên hệ số điện thoại dưới nha. 4GH nguồn điện hoạt động 12V, trọng lượng 300kg nha, rất nhỏ gọn, chuyên dòng cao tốc. Rồi giờ sẽ lôi ra nổ nha. Anh em nào quan tâm mà vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới, theo dõi nhiều máy khác nữa, và đặc biệt mình chuẩn bị về hàng nha, một công hàng cuối tuần này hoặc đầu tuần sau. Anh em nào muốn theo dõi thì vui lòng đăng ký kênh, và những con máy nào anh em có nhu cầu sở hữu thì vui lòng để lại tên máy dưới nha, có mà hàng mình sẽ báo anh em nha, hoặc là anh em liên hệ qua Zalo, số điện thoại bên dưới mình sẽ hỗ trợ anh em. Bây giờ mình lôi máy làm tiếp nổ Yamaha 4GH nha. Rồi, anh đón xem chất lượng nổ thế nào nha.